Hello, xin chào. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái vụ án mua hàng của công ty Quy Nguyên của ông thầy Tuệ Hải. Cái vụ ăn chặn tiền đóng gói. Cập nhật đây. Sự tình là như thế này. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tôi có đặt một đơn hàng lần thứ 3 với trị giá là gần 6 triệu đồng. Thì trên cái bill đơn hàng đó là có ghi cái phí đóng gói là 28.000 đồng. Sau khi tôi đặt hàng xong, tôi chuyển khoản tiền thanh toán xong thì có một tin nhắn gửi về bảo tôi nộp thêm 30.000 tiền phí đóng gói. Lúc đầu tôi cũng không để ý thì tôi chuyển tiền luôn. Sau đó tôi coi lại thì cái hóa đơn mà tôi đã thanh toán khi mua hàng trên mạng á là đã bao gồm 28.000 phí đóng gói rồi. Tôi mới thắc mắc tôi hỏi, ủa tại sao lại thu thêm 30.000 nữa? Thì nó trả lời bảo là đã nói với chị là phí thùng xốp. Thì tôi mới đưa lại cái bill, tôi kêu đối chiếu lại đi. Bên trên kia có ghi cái phí đóng gói là 28.000. Bây giờ cộng thêm 30.000 nữa, khác nào gần 60.000 cho lô hàng 6 triệu đồng. Xong bắt đầu tôi đòi khiếu nại. Thì nó chối trách nhiệm, nó đẩy qua, nó bảo là cái đó là nhiệm vụ của kế toán, để em sẽ chuyển lên bộ phận của kế toán. Sau đó tôi chờ đến 2 tuần lễ, cho tới ngày 27 tháng 7 năm 2022, nó vẫn không phản hồi gì cho tôi gần 2 tuần lễ. Tôi nhắn một tin nhắn như thế này: sắp 2 tuần rồi mà sao công ty bên em vẫn chưa có ai liên hệ lại với chị để giải quyết về cái vụ phí đóng gói 60.000 vậy em? Nếu không có thời gian gọi cho chị thì em cho chị số điện thoại của thầy Tuệ Hải để chị sẽ liên hệ trực tiếp với thầy giải quyết luôn em nhé. Cho chị số của thầy và thời gian nào có thể gọi cho thầy, chị sẽ liên hệ trực tiếp. Sẵn tiện chị sẽ góp ý luôn về cách làm việc của bên em coi thường khách hàng quá. Nếu thầy trả lời không cần khách hàng như chị thì ok fine, không sao cả. Nhưng không có lý do gì mà chị lại không được phép gọi trực tiếp cho thầy Tuệ Hải em nhỉ? Chờ tin em. Tôi nhắn xong lúc 7:36 thì 2 phút sau nó trả lời. Nó bảo là em chào chị, em có báo kế toán bên em chuyển lại số tiền dư cho chị rồi ạ. Cái tôi nhắn lại, tôi nói vậy thì chị chờ thêm một ngày nữa. Sau đó, một lúc sau, khoảng 8 giờ, nó mới nhắn lại cho tôi, nó hỏi là chị gửi cho em số tài khoản của chị để kế toán gửi lại tiền dư ạ. Hồi nãy nó nói là gì? Em báo kế toán chuyển tiền cho chị rồi, bây giờ nó mới xin số tài khoản. Sau đó, cái tôi cho số tài khoản. Nó bảo là kế toán sẽ gửi. Xong qua tới ngày 29, 2 ngày sau, cái tôi nào bảo là 2 ngày rồi chị vẫn chưa nhận được tiền. Cái bắt đầu nó nhắn lại, nó bảo là kế toán bận quá chị ạ, để em báo lại liền ạ. Cái tôi chờ tiếp tới ngày 30 tháng 7, tôi nhắn thêm một câu nữa. Tôi bảo là em cho chị số của thầy Tự Hải và thời gian nào chị có thể gọi cho thầy để không bị phiền thầy, tại vì mình sợ ông cúng kiến hay là ông thuyết pháp gì đấy. Chị sẽ liên hệ trực tiếp gặp thầy để giải quyết. Xem ra nhân viên của thầy không muốn giải quyết vấn đề này của chị. Chị mua hàng cũng đã nửa tháng rồi, không một câu nói giải thích ngoài chữ bận. Bộ chỉ mình nhân viên của thầy bận thôi hả em? Chị không bận sao? Chị rảnh hơn hả? Nên chị đề nghị em cung cấp số của thầy để chị tự giải quyết với thầy, xem thầy trả lời với chị như thế nào. Chị không làm việc với cấp dưới của thầy nữa, chờ tin em. Tôi nhắn lúc 10:18 ngày 30 tháng 7. Tôi nhắn tôi yêu cầu cung cấp số điện thoại của thầy. Thì tới 17:11 cùng ngày 30 tháng 7 nó mới trả lời. Là nó ngâm một ngày. Nó bảo là chị ơi, kế toán báo là đã chuyển trả số dư chị đã nhận được chưa ạ? Tôi trả lời chưa. Nên chị mới yêu cầu em cung cấp số của thầy để cho chị nói chuyện với thầy. Chị không rảnh mà ngồi đây chầu chực với tụi em hoài.
Xong bắt đầu nó trả lời. Nó bảo là kế toán đã chuyển cho chị lúc chiều rồi ạ. Khi nào chị nhận được thì báo em. À, xong cái bắt đầu. Qua tới ngày hôm sau. Ngày hôm nay là 11 giờ. 11 giờ, gần 12 giờ. 11 giờ 58 phút, gần 12 giờ ngày 1 tháng 8. Tôi nhắn lại. Thì tôi nói là, thì hôm nay nó chuyển tiền. Mà nó chuyển nhiêu biết không? Nó chuyển 28 ngàn. Tôi nói là, ủa em, số tiền chị chuyển dư, chuyển ngoài, cái hóa đơn mua là 30 ngàn. Sao hôm nay bên em lại chuyển trả cho chị có 28 ngàn vậy? Cái số tiền 28 ngàn này là cái phí đóng gói nó nằm chung trên cái hóa đơn chị mua hàng. Nên cái mà chuyện chị chuyển thêm á, là từ cái tin nhắn mà bên em nhắn ngoài là 30 ngàn. Cái mục nào ra mục đấy, sao em lại lấy cái này đập vào cái kia kỳ cục vậy? À, cái bắt đầu khoảng gần tiếng sau, nó trả lời. Nó bảo là em có hỏi kế toán rồi ạ, trên trang web là phí thùng xốp không chính xác. Phí thùng là 30k á chị, thế nên kế toán gửi lại chị 28k. Tôi trả lời, ủa? Cái chuyện em để trên trang web 28k nó không chính xác, cái đó là bên em phải lo cập nhật lại. Sao lại có chuyện đưa một đường, phí một đường rồi trừ một đường? Nếu như không có cái tin nhắn ngoài bắt chị đóng thêm 30 ngàn thì chị đâu có chuyển thêm 2 ngàn tiền phí. Nghe nó vô lý không? Cơ bản là nó đã nhận trọn vẹn cái bill tôi mua trên web rồi. Còn cái 30 ngàn là nó nhắn tin ngoài, nó kêu tôi chuyển thêm. Bây giờ nó lại trả cho tôi 28, là nó tính cái phí mà trên web á. Nó để 28 thì nó bốc 28 nó trả thôi. Còn nó giữ lại của tôi 30 ngàn mà tổng cái hóa đơn thì nó lại không đúng. À, nó ngộ chỗ đó, nó tới mức mà nó gian lận từng ngàn đồng chứ không phải là ghê gớm nữa. À, rồi cái tôi nói là cái việc này á, nó có cái gì đó không minh bạch. Tuy là 2.000 đồng, nhưng mà chị ghét nhất cái chuyện, cái trò mà làm ăn không minh bạch. Đâu ra đó, chị mua hàng của em, tổng bill hàng là 5.770.000, bao gồm 28.000 tiền đóng gói rồi. Là nó ra một cái bill mua hàng trên web rồi. Bây giờ em lại bốc cái 28.000 em trả cho chị, vậy là cái bill đó sai rồi. Đâu có đúng. Còn cái chuyện mà bên em cảm thấy em cập nhật cái số 28.000 chưa đủ phí, thì bây giờ em chỉnh lại đi. Cái đó là lỗi bên em mà. Làm gì có cái chuyện bây giờ nếu như chị không chuyển cái số dư 30 ngàn đó, thì em có yêu cầu chị chuyển thêm 2 ngàn cho em không? Đúng không? Thay vào đó là em cập nhật lại trang web để những người mua hàng sau họ sẽ trả cái phí 30 ngàn. Nó cứ 1-2 nó cãi. Nó bảo là số tiền dư 28k kế toán trả lại cho chị rồi. Cái nó bảo là cứ nhắn qua nhắn lại một câu kế toán trả đủ rồi. Xong bắt đầu á hả, tôi nhắn cho một tràng, tôi nói chị đã muốn giải quyết vấn đề này êm thấm và cho em thời gian này là một nửa tháng rồi, từ 15 tháng 7 nay qua mùng 1 tháng 8 rồi, em vẫn chưa giải quyết thỏa đáng cho khách hàng chỉ vì 2.000 đồng. Em muốn chuyện này không, chị sẽ cho em lên mạng để cảnh báo những người khác mua hàng, kiểm tra kỹ lưỡng. À, đừng có cái kiểu mà gian lận kiểu đó, nghe nó rất là bực mình. Lúc này nó mới nhắn qua, tôi nói tôi sẽ đưa cái vấn đề này lên mạng, thì lúc này nó mới quăng qua một câu, nó bảo là mong chị thông cảm, trang web mới thành lập nên có sai sót, bên em đã chỉnh sửa lại rồi ạ. Cái chuyện trang web cập nhật sai sót thì cái đó là bên em phải chịu trách nhiệm. Chứ sao bây giờ bên em cập nhật sai sót bắt khách hàng chịu? Em có thể dựa vào cái đơn hàng của chị để em chỉnh sửa cho những đơn hàng sau. Không có lý nào mà bây giờ tự nhiên cái kiểu mà không có minh bạch như vậy. Xong bắt đầu tôi quăng cho một tràng luôn. Tôi mới nói tôi đã qua cái sự việc này, chị rất là đặt cái nghi vấn với những cái lời mà thầy hay nói, là trong cái clip mà thầy nói cái quy trình làm nước tương của thầy đó. Thầy bảo rằng cái quy trình làm nước tương của thầy rất là kỹ lưỡng. Nếu mà quá trình mà ủ cái đậu đó mà nó bị meo mốc cái gì đấy, nó cái meo nó không tốt á, là có khi thầy phải đổ bỏ mấy tấn đậu, để làm cái lô đó bị hư là thầy đổ bỏ.
Nhưng thầy nói rằng những người bên ngoài, những người khác, họ không có đổ đâu. Họ sẽ vẫn tiếp tục họ làm cho mình ăn. Rồi ở trong đó mà có một cái meo ung thư là mình ăn cái nước tương nó vô là mình bị ung thư đó. Thầy một hai thầy cho rằng cái nước tương của thầy là cái nước tương gọi là cái gì? Làm bằng cái sự là tình thương đạo đức. Thầy đổ, sẵn sàng thầy đổ bỏ mấy tấn đậu mốc chỉ vì nó lên cái meo không tốt. Và chắc chắn nếu thầy cố tình thầy dùng nó thầy làm nước tương thì người dùng uống cũng không thể nào biết được. Đó, thầy nói như vậy mà thầy. Thầy bỏ hẳn mấy tấn đậu luôn, có khi mấy mẻ luôn, một lần mấy tấn đậu á, thầy bỏ được. Mà có 2.000 đồng bạc thôi, mà nhân viên của thầy tìm cách ăn chặn. Thì sâu chuỗi lại vấn đề, thì liệu thầy có dám bỏ mấy tấn đậu không? Mà có 2.000, nhân viên còn tìm đủ mọi cách để ăn chặn của khách hàng. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Nếu tôi là nhân viên, tôi sẵn sàng tôi móc ra 10.000 tôi trả cho bù á. Vì cái uy tín của công ty, chứ không phải là nhây nhưa tới mức mà có 2.000 bạc để tìm đủ mọi cách để ăn chặn. Cái việc mà nó nhắn tin nó đòi thêm tôi 30.000 thì nó phải chuyển trả đủ cái 30.000 đó. Còn sau này trên web nó muốn thu 30.000 thì nó lên web nó chỉnh lại đi. Không có cái chuyện mà tự nhiên nó trừ cái phí ở trên cái bill. Rồi cái 30.000 tôi nhắn tin thì nó giữ. Có 2.000 bạc thôi mà nó sẵn sàng nó đánh đổi một khách hàng tiềm năng. Tôi tuyên bố tôi không thèm mua hàng của thầy nữa. Thầy nha. Thầy dạy lại cái lũ nhân viên của thầy đi. Làm ăn không hề có lương tâm. À, tôi biết cái việc này là gì. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thu phí, chồng phí. Bây giờ ông tin mọi người làm thử một bài toán như thế này thôi. Những ai mà mua hàng qua Zalo, những món gì đúng không? Bây giờ mọi người bốc những cái món đó đi lên web, đặt lại y chang cái đơn hàng như mình đã từng đặt trên Zalo. Sau đó mọi người đối chiếu cái số tiền trên web với cái số tiền trên Zalo, xem cái nào nhiều hơn. Tại vì khi mà mình đặt hàng trên web là người ta đã tính luôn phí đóng gói trên đó rồi. Đâu phải đặt hàng trên Zalo đâu mà có thể là cộng thêm tiền ngoài ý muốn. Cho nên những ai mà đã từng mua hàng trên Zalo, những cái món gì còn nhớ, bê những cái món đó đi lên web, đặt lại, làm ra một cái đơn hàng trên web, bấm vào thử xem nó ra tổng bao nhiêu tiền so với số tiền mà họ yêu cầu trên Zalo mình chuyển á, xem có sự chênh lệch không. Tôi đảm bảo chắc chắn là bị tính thêm 30.000 tiền phí. Trên web đã bị trả rồi mà đồng thời nó trả thêm 30.000 tiền phí. Thì cái vấn đề này là gì? Từ xưa đến giờ họ làm ăn theo cái kiểu này để họ thu thêm tiền của khách hàng. Với một cái nữa là gì? Lấy cái danh nghĩa của chùa thì đa phần những người mua hàng là ai? Là những Phật tử, những người sẵn sàng móc ruột móc gan ra để cúng dường. Xui cho lan. Lâu lâu tôi nói là gì? Đi đêm có ngày gặp má, gặp phải cái người có số má thì nó mới sinh ra chuyện. Thì tôi không phải là Phật tử, tôi cũng chẳng có mộ đạo gì chùa hết á. Với lại này nữa nè, tôi thấy cái cách thầy rao giảng, tôi tin vào cái nhân cách của thầy mà tôi mua hàng. Chứ không phải là tôi mua hàng vì đây là chùa. Chùa làm ăn gian dối rất là nhiều, không thiếu những cái chùa lừa đảo. Thì với một cái nữa, tôi không có ủng hộ cái việc mà mọi người mang tiền đi cúng dường không. Cho nên tôi thấy những cái chùa nào mà họ kinh doanh làm ăn để có cái nguồn thu nhập cái chùa thì tôi sẽ ủng hộ. Mình mua hàng cũng là một cách mình ủng hộ cho cái chùa đó có kinh phí hoạt động. Thay vì mình phải móc tiền ra mình cúng dường. Tôi không có, cuộc đời tôi không có cho tiền khơi khơi ai bao giờ chứ. Kể cả cho chùa tôi cũng không cho. Nhưng chùa bán hàng tôi sẽ tìm cách ủng hộ. Nếu như nó chính đáng tôi sẽ ủng hộ để cho chùa có cái thu nhập để hoạt động. Cho nên mắc một tí tôi cũng mua mà. Nhưng thì sao? Cuối cùng thì sao? Tìm đủ mọi cách để ăn chặn một cái số tiền nó rất là nhỏ để mà đánh đổi một khách hàng tiềm năng. Trong vòng có một hơn một tháng thôi, tôi mua hàng tới 3 lần. Đơn hàng càng ngày càng to. Một cái đơn hàng gần cả 6 triệu đồng. Đâu nhỏ đâu. Và tương lai còn mua nữa. Rồi, bây giờ sau cái vụ này thì chắc chắn tôi không mua hàng của thầy nữa. Vì sao? Bây giờ chẳng hạn như cái nước tương này đi, không hề có một cái gọi là cái gì ta, cái niêm phong.
nó chỉ dán một cái lớp băng keo thôi. Thì nếu mà không, cái băng keo này là khi mà mình vận chuyển họ mới dán để cho nó giữ lại cái nắp. Tức là họ có thể mở cái nắp này ra. Nếu như bây giờ tôi mua hàng, làm sao tôi đảm bảo nó trả thù tôi, nó cho cái chất độc gì vô đây bắt tôi uống sao? Cuối cùng mình bỏ tiền to ra để mình mua hàng sạch, hóa ra mình lại bị uống hàng bẩn mà mình không biết. Cho nên tôi tuyên bố không mua hàng của ông nữa. Còn cái chuyện á hả, bột sắn á, thì thực chất bên ngoài cũng có bán rất nhiều, không phải chỉ có thầy mới bán, mà thầy bán giá gấp đôi gấp ba bên ngoài người ta bán. Rồi cái nước tương nè, cái nước tương thì qua cái vụ này thì tôi không biết cái độ tin cậy nước tương nó thực sự nó chất lượng như thế nào, tôi đâu biết được. Làm sao mà dám cái chuyện mà lỡ mà thầy thầy làm mà mấy tấn đậu nó bị meo bị mốc thầy không bỏ, làm sao tôi biết, thầy nói thầy bỏ thôi, có ai chứng kiến thầy bỏ không? Rồi ngay cả có 2.000 đồng thôi mà nhân viên của thầy xử lý không được. Rồi thầy bảo là gì, ăn 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 cốc loại con người sẽ thông minh, minh mẫn, sáng suốt. Thì nhìn lại cái đám nhân viên của thầy đi, trời ơi thông minh ghê luôn á. Xử lý một cái ca hết sức là đơn giản, kêu anh yêu cầu người ta chuyển nhầm tiền cho anh thì bây giờ anh chỉ cần anh bốc lại anh chuyển lại cho người ta là xong rồi. Vậy mà tìm đủ mọi cách để ăn chặn thêm cho được 2.000 đồng nữa. Thì thử hỏi cái chuyện ăn cốc loại đó nó không có tác dụng gì, những cái lời thầy quảng cáo hết trơn á, nó ngược hết rồi. Thầy nên thay thay hết cái đám nhân viên này đi, nó không hề có cái tố chất gì mà để ăn ăn cốc loại mà để thông minh á. Tôi thấy những cái người mà đi quảng cáo làm này ăn này thông minh, tôi thấy cái nhân viên của họ đâu có thông minh đâu. Ngược. Rồi một cái chuyện hết sức là nhỏ bé, sau trong khi khi mà sự cố là do lỗi của công ty gây ra thì công ty phải là người chủ động liên hệ giải quyết, chứ không phải để như để tôi phải 5 lần 7 lượt kêu réo mới trả lời nhắc gừng một cách rất là thiếu tôn trọng khách hàng. Còn trên cái việc mà ăn sắn dây á, thì thực tế thầy cũng từng nói là có thể thay nước muối, cho nên không phải mọi người cũng không cần thiết phải ăn sắn dây phải có nước tương. Thì ở cái những cái sản phẩm của thầy á, thực ra mua 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 của thầy là để ủng hộ thầy thôi, chứ còn cái độ sạch á là cũng chỉ là miệng thầy nói, đâu ai kiểm chứng được. Thầy cứ thách đố là mọi người đi ra để kiểm tra với test cái này đi ra, thầy biết thừa, đâu ai đi làm chuyện đó. Cái đó chỉ có nhiều khi có cái cơ quan chức năng nào đó nó nghi ngờ cái tổ chức của thầy bán hàng không chất lượng, lúc đó nó mới đi thanh tra kiểm tra thì nó mới test thôi, chứ còn dân thường không có ai mang cái sản phẩm của thầy để đi phân chất để biết cái chất nó đúng hay là không đúng hết trơn á, không có, không ai làm chuyện đó. Cho nên là nhìn lại thì thấy là cái việc làm là hướng đến cộng đồng, mong tốt cho mọi người, nhưng cái cách làm thì có cái sự gian dối, không minh bạch và đặc biệt là thiếu tôn trọng khách hàng, và gọi là cái gì, ngu, đánh mất đi một khách hàng tiềm năng chỉ vì 2.000 đồng không xử lý được. Người ta sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để người ta PR, người ta giới thiệu sản phẩm, mình có 2.000 đồng để đánh mất một khách hàng tiềm năng. Đó là cái câu trả lời cho việc ăn cốc loại có thực sự thông minh như thầy nói hay không. Chắc chắn nhân viên của thầy là phải ăn cốc loại rồi, tại vì họ làm trong chùa mà. Rồi trong chùa là ai? Là những người trong chùa thì thường thường làm trong chùa cho chùa thì phải là có cái lòng từ bi, đúng không, từ bi hỷ xả. Ê mà có 2.000 đồng mà như như cả nửa tháng nay không trả đó, nhiêu đó thôi là đủ hiểu rồi. Tại sao? Tại sao có cái trường hợp này là bởi vì họ đánh vào tâm lý. Những người mua hàng của thầy đa số là Phật tử, người ta sẵn sàng cúng dường, người ta không có chấp nhất, người ta không có tính toán chi ly, cho nên nó tưởng đâu làm như vậy là được, nhưng mà nó xui xui cho Lan đi đêm có ngày gặp ma. Tôi là người một là một, hai là hai, đâu ra đó nợ. Mua thì mắc mà đúng tôi cũng mua, nhưng nợ mà gian lận 1 đồng tôi cũng đòi. Cuối cùng tôi một hai tôi kêu là bây giờ đưa số của thầy đây, tôi muốn nói chuyện với thầy. Nó không dám đưa. Không phải tôi không có cách lấy số của thầy đâu, nhưng tôi muốn nó là người trực tiếp đưa cái số đó cho tôi. Thì nó lơ luôn, nó không trả lời nữa, mà cứ đề cập đến số của thầy là nó lơ. Nếu như làm ăn minh bạch thì mắc cái mớ gì không dám cho số của thầy, mà nó bơ luôn, nó không dám đề cập đến số của thầy, nó không dám nói đến cái chuyện đó, nó cũng không ừ, nó bơ. Tôi đã đề cập đến xin số của thầy 3 lần rồi,
mà nó không trả lời. Qua đây, ai biết số của thầy? Hoặc là ai có cách liên hệ với thầy, gửi cho thầy cái clip này cho thầy nghe để thầy chấn chỉnh lại cái đám nhân viên của thầy đi. Ma giáo thế nào cũng có ngày gặp 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 người đi, gọi là đi đêm có ngày gặp ma đó, có ngày người ta bóc phốt đó. Ừ. Tôi là tôi ghét nhất cái chuyện gian dối. Không có tiền thì xin đi. Ừ, ở bên chùa bây giờ cần công quả, cho em xin 2.000, tôi sẵn sàng tôi bố thí cho 10.000. Chứ đừng có chơi cái trò đơn hàng thì nhiêu đó xong cái đồ đó, hả, tìm mọi cách để cướp thêm 2.000 nữa, không đáng gì chứ á. Không có đáng cái gì hết á. Mà đó là cách xử lý của chùa đó. Chùa là gì? Cuối cùng đây là một hình thức nó hoàn toàn không có mang tính chất thiện tâm. Mà tôi cảm giác như mình đang bị lừa. Bị lừa chứ gì nữa. À, rồi hiện tại tôi đang uống cái mật ong Menoka. Thì cái mật ong đó không phải của thầy. Thầy nhập từ bên Úc. Đi lên mạng nó cũng có nhiều chỗ bán cái mật ong này. Giá cũng y chang 3.8 triệu nửa ký, loại 400 cộng. Tôi vô một trang web của cái cửa hàng nữ hoàng Queen Food. Tôi đặt hàng thử. Nó cũng lấy giá có 3.8 triệu và miễn ship vận chuyển. Đồng thời trả tiền mặt khi nhận hàng. Đầy ưu đãi. Đâu phải không có chỗ mua. À, thì bây giờ chẳng qua là gì, tôi đang lỡ uống một hũ rồi. Bây giờ tôi bỏ thì nó cũng lỡ dở, nó cũng dở dang. Tôi sẽ cố gắng tôi uống thêm 2 hũ nữa để cho nó hết một cái liệu trình. Uống 2 hũ nữa mà không có tác dụng gì thì cũng không cần uống nữa. Nhưng mà bây giờ mình chưa có theo hết cái liệu trình, mình theo có nửa tháng. Một hũ uống được có nửa tháng thôi, gần hết rồi. Cho nên tôi sẽ mua thêm một hũ mật ong nữa mà tôi không mua của thầy. Tôi đi mua chỗ khác. Vừa có ưu đãi, vừa trả tiền mặt khi nhận hàng. Đâu có phải như thầy, phải trả tiền trước. Rồi thì làm đủ mọi trò để tìm cách để moi thêm tiền của khách hàng vì cái tiền đóng gói. Thường thường xưa giờ người ta bán hàng là người ta chịu cái phí đóng gói hết. Thầy bán hàng vừa mắc vừa cao, rồi còn thầy còn lấy phí đóng gói. Thì đã lấy một lần đi, lại còn hả phí chồng phí, tìm cách gian lận. Thì cái đó là gì? Đang lợi dụng vào những cái tấm lòng Phật tử để kiếm thêm vài đồng. Nhưng mà rí tiếc rằng tôi không có đi chùa. Tôi không có đi chùa, tôi không có cúng dường. Cái nào ra cái đó. Đi đêm có ngày gặp ma. Đó, chùa mà còn đi đêm có ngày gặp ma mà. Ma là tôi nè. Tôi bắt đúng bệnh luôn. 2.000 không là gì với tôi hết. Nhưng cái thái độ và cái cung cách phục vụ tôi đánh giá rất là tệ. Không có xứng đáng với những gì mà mình nghĩ, mình trân trọng trước đó. Cái lời rao giảng của thầy ấy, nó không có... Nó ngược hoàn toàn với cái cách mà cái công ty phục vụ. Thầy đào tạo ra một lũ nhân viên phục vụ không có chuyên nghiệp tí nào hết. Và trước giờ có thể là gặp toàn những người người ta cúng dường, người ta không so đo. Nhưng tôi là khác. Tôi không có cúng dường. Tôi là người mua hàng thôi chứ tôi không cúng dường. Rồi, sau này tôi cần thiết tôi mua gạo lứt, tôi đâu có cần phải ăn gạo lứt của thầy nữa. Tôi ra siêu thị tôi mua cũng được vậy. Cái chuyện mà cứ đồn lên là hả hàng sạch, hàng hóa chất, ủa cũng chả chết. Bây giờ có ăn thêm một chút hóa chất cũng không chết được. Mà phải lo và ăn thêm, ăn cái hàng của thầy cũng chưa chắc thì sống được lâu hơn. Cho nên những cái sản phẩm của thầy thực ra nó không phải là không có hàng thay thế. Mà ngay cả cần thiết nó không có tôi cũng không cần xài nữa. Cho nên đặc biệt là cái sắn dây của thầy. Mình có thể mình đặt bên ngoài mình mua, mình vẫn mua được sắn dây giá rẻ hơn một nửa. Mình yêu cầu làm kỹ, làm sạch, giá cũng có một nửa, thuộc nửa của thầy thôi. Rồi. Ăn sắn dây không nhất thiết phải kèm theo nước tương của thầy. À, mình thầy cũng nói là có thể kèm theo ăn với muối hột. Cho nên đâu có cần thiết phải mua hàng của thầy nữa. Vì cái thái độ phục vụ này tôi không có tin tưởng nữa. Và nhất là cái nước tương này nó không có cái niêm phong. Nó chỉ là mở bằng tay được thôi. Thì bây giờ tôi đâu có đảm bảo là bây giờ tôi đưa cái clip này lên là tôi đã công bố về cái bóc phốt với cái tật xấu của công ty thầy. Bây giờ tôi mua hàng của thầy nữa khác nào tôi tự đâm đầu vào cổi chết. Tôi đâu có tin tưởng được cái đám nhân viên này, nó bỏ cái gì ở đây thì sao, lỡ nó mở ra nó phỉ miếng nước miếng vô đây tôi cũng được nữa. Đơn giản vậy thôi, không phải chất độc gì, nhưng mà nó ghét quá, nó mở, nó biết tôi đặt hàng đúng không, nó mở ra nó nhổ miếng nước bọt vô thôi, tự nhiên mình ăn hàng đó nè. Cho nên khi mà đã lên clip này tức là tôi không còn mua hàng của thầy nữa thầy nha. Cho nên bài học cho những người làm kinh doanh là gì? Phải biết nhìn xa trông rộng.
lại một lần nữa mất đi một cái mối sọt ngang.